Ukraine tăng quân gần biên giới Belarus, NATO bị coi là một bên trong xung đột. Ông David Arakhamia, người đứng đầu đảng người phục vụ nhân dân trong quốc hội Ukraine cho biết, Kiev sẽ huy động và đưa thêm ít nhất 8 lữ đoàn tới biên giới Belarus nếu Nga triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật tại nước này. Việc Nga triển khai vũ khí hạt nhân ở Belarus là thách thức thực sự. Sẽ có nhiều người phải nhập ngũ hơn. Chúng tôi sẽ cần ít nhất 8 lữ đoàn để kiểm soát biên giới với Belarus dẫn lời ông Arakhamia khi bình luận tuyên bố của Nga về việc sắp triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật ở Belarus. Ông cho rằng, trong trường hợp Nga triển khai vũ khí hạt nhân ở Belarus, Kiev sẽ đối mặt với thách thức mở mặt trận thứ hai. Chiều dài của mặt trận với Belarus sẽ là hơn 1.000 km, ông nói thêm. NATO là một bên trong cuộc xung đột ở Ukraine. Ông Nikolai Pachusev, thư ký Hội đồng An ninh Nga cho biết, trong một cuộc phỏng vấn với báo giới, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO là một bên trong cuộc xung đột ở Ukraine và không che giấu mục tiêu chính là đánh bại Nga. Thực tế các nước NATO là một bên của cuộc xung đột, ông Pachusev nhấn mạnh. Thư ký Hội đồng An ninh Nga cho biết thêm, chủ đề hỗ trợ cho Ukraine từ NATO sẽ trở thành một trong những chủ đề chính tại Hội nghị Thượng đỉnh vì Dân chủ do Washington tổ chức vào cuối tháng 3. NATO đã xây dựng một trại quân sự lớn ở Ukraine, họ gửi vũ khí và đạn dược, cung cấp thông tin tình báo, bao gồm cả sự trợ giúp của vệ tinh, cũng như một số lượng đáng kể máy bay không người lái cho Ukraine, ông Pachusev giải thích. NATO cố gắng kéo dài cuộc đối đầu quân sự càng lâu càng tốt. Họ không che giấu mục tiêu chính là đánh bại Nga trên chiến trường. NATO chưa đưa ra bình luận về thông tin trên. Chiến sự ngày 396, Tổng thống Ukraine ra tiền tuyến, quan chức Nga đe dọa Mỹ. Tổng thống Zelensky đến tiền tuyến ở miền nam Ukraine sau khi ghé thăm Bút và Kherson tuần trước. Giữa lúc giới chức Nga lên tiếng bảo vệ kế hoạch hạt nhân ở Belarus cũng như đe dọa phương Tây. Tổng thống Zelensky đến tiền tuyến gặp lãnh đạo IAEA. Đài truyền hình nhà nước Ukraine đưa tin Tổng thống Volodymyr Zelensky ngày 27 tháng 3 đã đến thăm các địa điểm ở tiền tuyến tại tỉnh Zaporizhia thuộc miền nam Ukraine. Dẫn thông tin từ văn phòng Tổng thống, Ông Zelensky đã đến thăm các địa điểm tuyến đầu tại Zaporizhia, tìm hiểu về tình hình hoạt động và trao phần thưởng cho quân đội. Zaporizhia là một trong bốn tỉnh của Ukraine mà nga chiếm đóng một phần, cũng như đơn phương tuyên bố sáp nhập vào năm ngoái. Bản thân ông Zelensky đã đăng lên kênh Telegram của mình một đoạn video quay cảnh ông gặp gỡ những người lính ở đây. Cũng tại Zaporizhia, hôm 27 tháng 3, ông Zelensky đã gặp người đứng đầu cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế. Rafael Grossi, Zaporizhia là nơi có máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu, nơi mà lực lượng Nga chiếm đóng gần như ngay từ đầu cuộc chiến. Hai bên đã có một cuộc trao đổi sâu sắc về việc bảo vệ nhà máy và nhân viên ở đây. Đồng thời, ông Grossi cũng nhắc lại cam kết hỗ trợ đầy đủ của IAEA đối với các cơ sở hạt nhân của Ukraine. Quan chức Nga đe dọa Mỹ Trong cuộc phỏng vấn với tờ báo chính phủ Nga được công bố ngày 27 tháng 3, Thư ký Hội đồng An ninh Nga Nikolai Pachusev nói rằng các nước NATO là một bên trong cuộc xung đột ở Ukraine. Trên thực tế, các nước NATO là một bên trong cuộc xung đột. Họ biến Ukraine thành một doanh trại quân đội lớn. Họ gửi vũ khí và đạn dược cho quân đội Ukraine, cung cấp thông tin tình báo cho họ. Ukraine vẫn chưa lên tiếng trước cáo buộc này. Ông Pachusev, một đồng minh của Tổng thống Nga Vladimir Putin, cũng cảnh báo rằng Nga có vũ khí để tiêu diệt bất kỳ kẻ thù nào, kể cả Mỹ, nếu sự tồn tại của chính họ bị đe dọa, cáo buộc Washington đánh giá thấp sức mạnh hạt nhân của Moscow. Các chính trị gia Mỹ mắc kẹt trong chính tuyên truyền của họ vẫn tự tin rằng, trong trường hợp xảy ra xung đột trực tiếp với Nga, Mỹ có khả năng tiến hành một cuộc tấn công tên lửa phòng ngừa, sau đó Nga sẽ không còn khả năng đáp trả. Đây là sự thiển cận ngu xuẩn và rất nguy hiểm, ông Pachusev nói với báo giới. Ông nói rằng, Nga kiên nhẫn và không đe dọa bất kỳ ai bằng lợi thế quân sự của mình. Nhưng nga có những vũ khí hiện đại độc nhất vô nhị, có khả năng tiêu diệt bất kỳ kẻ thù nào, kể cả Mỹ, trong trường hợp có mối đe dọa đối với sự tồn vong của mình. Những lời lẽ của ông Patrushev xuất hiện giữa cuộc khẩu chiến về kế hoạch triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật của nga ở Belarus làm dấy lên nỗi ám ảnh về một cuộc đối đầu hạt nhân giữa hai cường quốc hạt nhân lớn nhất thế giới. Viễn cảnh mà Moscow nói họ không muốn xảy ra, Mỹ chưa lập tức bình luận về phát biểu của quan chức nga. Thủ tướng Nga ca ngợi quan hệ với Belarus Thủ tướng Nga Mikhail Mishutin ngày 27 tháng 3 cho biết Nga và Belarus sẽ trở nên mạnh mẽ hơn và có khả năng xử lý những thách thức nghiêm trọng nhất. Phát biểu được đưa ra sau khi Tổng thống Putin cho biết Nga sắp hoàn thành việc xây dựng cơ sở chứa vũ khí hạt nhân chiến thuật ở Belarus. Cùng nhau, chúng ta sẽ mạnh mẽ hơn và có khả năng xử lý những thách thức khó khăn nhất và đạt được các mục tiêu mà chúng ta đã đặt ra trong nhiều lĩnh vực từ đảm bảo an ninh đến cải thiện phúc lợi của người dân, và tất nhiên cả việc chống lại áp lực từ bên ngoài. Ông Misutin phát biểu trong một hội nghị ở Moscow. Cùng ngày, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov khẳng định, phản ứng của phương Tây sẽ không ảnh hưởng đến kế hoạch triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga. Đương nhiên là những phản ứng kiểu như vậy không thể làm lung lay kế hoạch của Nga. Tổng thống Putin đã giải thích mọi thứ trong phát biểu của mình và không có gì để nói thêm. Các nước phương Tây tiếp tục đưa ra phản ứng về kế hoạch hạt nhân của Nga ở Belarus, trong khi khẳng định đây là yếu tố dẫn đến leo thang xuất phát từ Nga. Ba Lan nói phương Tây cần bình tĩnh nhưng kiên quyết, không để bị Nga đe dọa. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Đức cho rằng, tuyên bố của Putin là vô trách nhiệm và là hành động leo thang. Ukraine tính toán chiến lược ở miền Đông Tư lệnh lục quân Ukraine Oleksandr ngày 27 tháng 3 cho biết, Quân đội nước này đang tiếp tục đẩy lùi các cuộc tấn công dữ dội của Nga tại Bakhmut thuộc vùng Donetsk và việc bảo vệ thành phố này là chuyện cần thiết đối với quân đội Ukraine. Phía đông đất nước để giải quyết các vấn đề khó khăn, ngăn cản việc thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chiến đấu và đưa ra các quyết định hành quân nhằm tăng cường khả năng của chúng tôi trong việc ngăn chặn và gây thiệt hại cho đối phương. Giai đoạn không liệt nhất của trận chiến giành quyền kiểm soát Bakhmut vẫn tiếp tục, tình hình liên tục khó khăn, đối phương chịu tổn thất đáng kể về nhân lực vũ khí và trang thiết bị quân sự, nhưng vẫn tiếp tục tiến hành các hành động tấn công, ông Sisky nói. Cùng lúc, Ukraine đã ban hành lệnh cấm đi vào thành phố Adipka đối với lực lượng phi quân sự. Mô tả nơi này là vùng đất hoang tàn hậu tận thế. Ông Sisky cho biết Kiev đang lên kế hoạch cho bước đi tiếp theo sau khi Moscow dường như chuyển trọng tâm từ Bakhmut, nơi Nga đã không chiếm được sau nửa năm giao tranh đậm máu sang Adipka. Ngoài ra, Ít nhất hai người đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga vào thành phố Slovian ở miền đông Ukraine hôm 27 tháng 3. Ông Paolo Kirinenko, thống đốc khu vực, cho biết vụ tấn công khiến 29 người khác bị thương, trong khi một số tòa nhà cao tầng và văn phòng cũng bị hư hại hoặc phá hủy. Moscow vốn phủ nhận việc tấn công các mục tiêu dân sự. Hungary phê chuẩn Phần Lan gia nhập NATO Quốc hội Hungary ngày 27 tháng 3 đã thông qua dự luật cho phép Phần Lan gia nhập NATO, đưa quốc gia Bắc Âu này tiến một bước gần hơn để trở thành thành viên đầy đủ của liên minh quân sự phương Tây. Các nhà lập pháp Hungary đã thông qua dự luật với 182 thuận và chỉ 6 phiếu chống, mà không có phiếu trắng nào. Kết thúc nhiều tháng, đảng Fidesz chỉ hoãn vấn đề này. Với sự chấp thuận của Hungary, thổ nhĩ kỳ hiện là nước duy nhất trong số 30 thành viên của NATO chưa phê chuẩn tư cách thành viên của Phần Lan dự luật về việc gia nhập nato của thụy điển vẫn đang mắc kẹt tại quốc hội ở cả hungary và thổ nhĩ kỳ